Má vui luôn. Này, dạ. Không hiểu tại sao mà đợt này ấy lại đưa cái thằng nhọn dở hơi vào trong cái ban tổ chức. Công đấy. Nhận cái thằng này chỉ có làm phá ban tổ chức thôi, mà cái từ một cái thằng gọi là hoạn lợn thiến lợn mình đưa vào và ban tổ chức thì chịu luôn ấy nhỉ. Em biết đâu được đấy. Đấy, mà thằng Tâm mà nói nhá, em chẳng thích cái lạ đấy. Đấy, em mà thích ảnh hưởng hơn. Ừ, thằng đấy như thằng điên ấy, ghét. Chị ơi, em cảm ơn chị nhá. Em mà đạt giải á, công gì đầu tiên ấy. Không phải ơn huệ gì cả, chị em giúp nhau được trình. Được đấy, thằng Hớn mày chơi được đấy. Vuốt mặt không nể mũi. À, được. Mày dám nói xấu bố mày hả? Được rồi, để bố mày sẽ cho mày một bài học luôn. Alo, mợ đấy à? Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai. Em bảo này, em nói thật nhá, em quý chị lắm ấy. Hôm nay em nói cái gì ấy, chị đừng giận em, chị bỏ qua cho em nhá. Em cứ thoải trống đi, à thoải mái đi. Cứ gây chị em không có gì phải giấu em ạ. Chị xem thế nào, ăn uống tầm bổ vào. Ăn suốt mà. Chứ con gái ai lại trước sau như một thế này. Ồ, chả lắm. Khổ lắm, chị đã ăn uống nhiều rồi nhưng mãi nó không được lời như em. Không sao, mình là chị em mà. Đợt này mà em trúng giải huê hậu nhá, em sẽ đầu tư cho chị. Đập đi, xây mới luôn. Thật không? Thật. Chị Hòn ơi cứu em ơi. Chị Hòn ơi cứu em. Ôi rồi. Em gái, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Quàng phải dây rồi đây này, chị Hòn ơi, cho em nhờ một tí. Nhờ cái gì? Thì cho em gặp chị Hòn. Chị Hòn bận lắm. Đi mà, nhờ một tí thôi. Một tí thôi đi nhá. Chị Hòn ơi. Gì em? Cứu em với, em khổ lắm. Em khổ đến đây là việc của gia đình em chứ. Chứ việc gì của chị đâu mà em đến đây em cứ hành chị là thế nào. Em muốn gì? Em khổ lắm chị ơi. Chị phải giúp em giật được giải thì chồng em mới không bỏ em nhá. Chị sẽ giúp nhưng mà nó phải có quá trình em ạ. Bây giờ tất cả tất tần tật mọi cái đều là phải tự lực cánh sinh. Tự lực cánh sinh là gì ạ? Em không hiểu à. Tự lực cánh sinh là tự ta. Tự ta làm hết đấy. Tự ta là gì ạ? Là tại từ thế này thì làm sao mà giúp ngay được. Gì mà chị, thôi chị giúp em một lần thôi để chồng em không bỏ em nhá. Thì chị đã bảo là chị sẽ giúp nhưng mà em cứ đến đây mà hành chị là thế nào. Thế nào chị ơi, thằng chồng em nó già gái để nó đi chim chuột đây này chị ơi. Làm nào bây giờ? Mày sang đi chị chờ một tí. Rồi ôi, anh đẹp mặt chưa, hóa ra là anh giả gái. Hèn nào mấy ngày hôm nay nhá, anh lợi dụng nhá. Anh sờ mó nắn bóc tôi hơi bị nhiều đấy nhá. Đã sờ đâu? À này, Ai rồi? Đáng đời chứ là hớn. Chào trưởng thôn. Chào bác ạ. Mời anh em nào, ta ra đi. Ôi giời, gớm sôi lùi ra khỏi chỗ này. Anh ạ. Chào bác. Chào bác ạ. À, mời bác vào ạ. À, bác trưởng thôn ạ. Bác ạ. À, xin mời anh em vào. Xin mời bác vào. Đại gia thành thích cái gì? Lấy hết nha anh ạ. Lấy hết thì hơi bị nhiều tiền đấy. Mũi. Mũi. Dưới bàn tay của nghệ nhân,
từ những hòn đất vô tri vô giác cũng toát lên hồn cốt Việt. Đẹp. Đúng là xứng danh với kỷ lục quốc gia và kỷ lục thế giới. Gốm sứ Tâm Linh Na Son này có chứa tỷ lệ thạch anh là lớn nhất đấy ạ. Vâng. Báo cáo với các bác ạ, ai cũng sinh ra từ làng. Tất cả đây là sản phẩm của quê hương tôi đấy ạ. Quá ư là tinh xảo. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Dạ vâng ạ. Chính vì thế mà các sản phẩm gốm sứ ấy là được lưu truyền từ đời này sang đời khác đấy ạ. Nói thật với các bác ấy, sau khi được tham quan cơ ngơi này, tôi nhìn sản phẩm nào cũng muốn bê vẻ. Dạ, bác cứ tha hồ mà lựa chọn ạ. Báo cáo bác, bác thích thứ gì là chúng em xin đóng gói để phục vụ bác cái đó. Nói thật với bác nha, ai ấy thì không nói, nhưng mà riêng bác ấy là chúng em không tiếc một thứ gì cả. Sao làm thế được? Chúng ta không thể lợi dụng việc làng, việc nước để tư tư cá nhân. Ngay như việc tổ chức cuộc thi Miss ở Kim Bí ấy. Dạ. Cuộc thi chưa diễn ra, nhưng tôi đã bị mang tiếng rất nhiều là ăn chặn tiền của thí sinh đấy. Đau hết cả đầu. Ai lại độc mồm độc miệng như thế nhỉ? Anh! Sao lại thế? xin lỗi, tôi có điện thoại. Xin lỗi sư tôn. Alo! Tôi Thành Ve đây. Sao? Lô đất của Tuấn Bồ Câu dưới Cẩm Phả chưa giải quyết xong à? Họ đòi bao nhiêu? 5 triệu đô. Quyết! Tôi về ngay nhá. Xin lỗi, tôi có chút việc quan trọng ở dưới Cẩm Phả. Vâng. Giờ phải đi ngay. Cậu bảo các bác gói tất cả đồ gốm sứ đây lại truyền về công ty cho tôi nhá. Dạ, hết ạ. Tất. Tất ạ. Chào các bác. Vâng, thế bác về ạ. Chào bác. Đi đi. Trông cái đuôi cái con bé nó như cua gạch như này nhỉ. Rồi còn bác nhá. Bác lo cho em làm sao tổ chức cái cuộc thi họa khôi làng Kim Bí ta cho nó rực rỡ lên. Sau đó là em sẽ giới thiệu cho bác rất là nhiều các cái vị đại gia cũng như là các cái nhà sẽ đồng hành với cả bác. Đấy. Để làm sao mà đưa cái thương hiệu gốm Na Son này nó ra gọi là vươn tầm quốc tế. Được ôi không? Ôi giời. Tôi chỉ sợ là cái cuộc thi hoa khôi của làng ta ấy bị đổ bể bởi những cái tay đại gia ngớ ngẩn như thế này rồi. Bác khỏi lo. Ngớ ngẩn là ngớ ngẩn thế nào? Ngớ ngẩn thế nào? Đại gia mà lại ngớ ngẩn. Được. Ôi. Hôm nay anh sẽ chiêu đãi các em một trận ăn tưng bừng khói lửa luôn. Lẩu nấm gia khánh. Chào anh. Thành thật xin lỗi anh đã chờ chúng tôi những 2 phút rưỡi làm gì đấy. Tất cả là do người đẹp hết ấy. Vâng. Xin giới thiệu với anh nè, đây là 3 cô hoa khôi ở làng tôi. Sắp tới là các cô sẽ tiếp tục đi thi ở trên huyện, sau đó rồi lên tỉnh, còn lên trung ương nữa. Công nhận 3 cô này xinh thật. Này. Dạ. Đợt tới tôi cần 5 cô xinh đẹp như thế này. Vâng. Để cho một cái dự án sự kiện cực kỳ quan trọng. Ôi thì tốt quá. Vâng. Bên em nhiều lắm. Vâng, 5 cô chứ là 50 cô cũng có. Vâng. Ở đây đây anh em đi. Nâng lên các. Vâng. Cũng phải nói thật với anh này nhá. Hôm nay là đưa anh đến lẩu đấm Gia Khánh là nó là có ý rồi đấy. Tôi đã từng đi khắp nơi ăn rất nhiều nhà hàng, đặc biệt là rất mê cái món lẩu đấm. Nhưng mà không đâu bằng lẩu đấm Gia Khánh. Này, nước nó sánh như thế này cơ mà. Ôi giời. Mà anh thấy không? Lẩu đấm Gia Khánh niềm tin thần thánh. Ông là hơi bị tinh tinh. Thế này này, tôi có ý kiến thế này. Sau bữa tiệc này, tôi mời mọi người đi shopping, mua sắm thoải mái. Úi giời. Thế khi bác bảo đến nhà bác Hinh ăn cả mái. Đấy là tiếng Tây. Thôi này nhá, em có ý kiến này. Anh với
ông Nhọn là cứ cùng mấy người đẹp đi chụp Vinh. Còn này em bây giờ là đến giờ rồi. Phải về để đào tạo nốt mấy em mới đến. Sao này về? Đúng không? Đến giờ mà mấy cả con mỡ nhà em nó dặn là đến giờ là phải về, không về viết. Đến giờ phải vào lò rồi. Vâng vâng, thì em về lò bây giờ để... Con đi được không? Đi tốt. Tôi cứ cầm cái chai này đi đường thỉnh thoảng làm tập. Đêm về đến nhà là cái chắc mọi người cứ vui vẻ, ăn quên không vẫn ngay. Đi nhá. Em ơi, em sao lại ngồi với anh? Đỡ lẻ loi. Đấy, nó mới đúng nghĩa cái câu của cái bài hát thế nhỉ. Và anh biết một điều thật giản dị, vừa xa chi anh càng nhớ em Hương. Đây bài hát này thế mà. Này, này tôi có ý kiến thế này này. Chúng ta nâng ly này lên để chúc mừng cho cái dự án thành công tốt đẹp. Rồi. Nào. 1 2 3. Mời cả nhà vào đây. Xin giới thiệu với tất cả các em, đây là thẩm mỹ Hoàng Hà. Chất lượng hơn vàng trong làng thẩm mỹ. Các em cứ vào đây đập hết đi. Nào, làm lại từ đầu, bảo đảm sẽ trở thành hoa khôi hết nhá. Hôm nay là anh Phi Thường, anh sẽ là người tài trợ chính cho các em. À, tới đi. Mời chào em. Em mời anh vào trong ạ. Em dẫn đường đi. Em vào trong máy với em ạ. Em mời anh chị lên tầng sang tầng ngoài ạ. Dạ. Anh nói này nhá. Dạ. Anh là Nhọn. Ồ thế ạ? Ừ. Đã. Anh là quản lý cả một cái lò làm đẹp cho các cô. Chính vì thế cho nên là anh vừa nảy ra một cái ý là từ nay trở đi mỗi cô nào đấy mà đến cái lò của anh ấy, anh sẽ giới thiệu đến Hoàng Hà. Dạ vâng, nhá. Cảm ơn anh nhé. Ừ thế, nhưng mà quan trọng là anh bảo này, nhớ là nói với bà chủ là trích phần trăm cho anh. Dạ vâng, cái này là điều đương nhiên nhất trí luôn anh ạ. Miễn là anh nhớ đến Hoàng Hà bên em ấy nhá. Ừ rồi. Dạ. Xong xuôi là em nhớ thanh toán cho cái lão béo ấy nhá. Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Anh mà đi. Anh ơi, bên em là đang trong phòng khám vô khuẩn vô trùng ấy, anh thông cảm cho em nhá. À trong này không được phút thuốc à? Dạ vâng. À thôi nhưng không sao, anh đi ra ngoài. Dạ nhá. Vâng, em cảm ơn. Nhớ những lời anh dặn nhá. Dạ vâng, em nhớ ạ. Mà chích tí không? Đó, sao anh ạ? Cả hai bên cùng có lợi. Vâng. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Dạ em chào anh. Bác sĩ, đây là ba cô gái hoa khôi của chúng tôi. Bác sĩ làm sao cho các cô thân đẹp, tiền bạc không thành vấn đề gì. Bác sĩ, xử lý cho em cái sẹo được không ạ? Được, chúng tôi xử lý được. Vâng. Còn nữa, em muốn tăng thêm một size vòng vòng 1 của em. Đấy, bụng bé lại một chút, mông to hơn 2 size nữa. Thôi đi, mày nhìn mày xem. Mông ấy thì to như cái chảo ấy, bác sĩ nhìn này, này, quả mông này, đây, quả ngực nữa. Rồi, hai quả ngực ấy, bự như này thì có làm gì nữa, như trông như hai quả loa ấy. Bác nhìn, lắc hàng cho em đi. Thế còn em làm gì được ạ? Ừ, anh sẽ đội thái dương cho em, để em có thể thi hoa hậu được. Ơ thế ạ? Rồi, em cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ, thế con em làm cái gì ạ? Của em cần nâng mũi lên một chút nữa là được rồi. Xin mời các bạn theo tôi lên phòng phẫu thuật nhé. Dạ. Oh.
Chồng ơi, dậy ăn sáng. Mỡ đói rồi. Có cái gì? Hả? Thế này là thế nào? Hả? Ai khiến tôi vào đây? Xin phép chưa mà cho tôi vào đây? Hả? Bây giờ thế nào? Ôi dồi ôi, bao nhiêu năm tôi giữ chính tiết, bây giờ cô giết tôi rồi đấy. Ôi dồi ôi, chết. Ôi thế chết rồi. Đúng rồi. Đêm hôm qua tôi say rượu, tôi về tôi tưởng đây là thuốc bổ tôi uống. Có ai ngờ, ôi dồi ôi, hà là ta. Chết cha tôi rồi. Này tôi nói cho cô biết nhá. Bao nhiêu con hoa hậu, hoa khôi, nó thích tôi mà tôi còn không thèm. Hóa ra cô đánh bả tôi phải không? Hả? Anh hả? Nói kiểu gì đấy hả? Nói gì? Anh thích hoa hậu đúng không? Ừ. Được rồi. Ừ. Tôi sẽ đăng quang giải hoa hậu Mickey Bí cho anh xem. À. Ừ. Tôi thách cô đấy. À. Nếu như nhá, cô mà trúng giải hoa hậu Kim Bí nhá, tôi sẽ lấy cô làm vợ luôn. Vợ chính thức, không phải lý thuyết nữa. Anh hứa đấy nhá. Tôi hứa. Vâng. Này, ngoắc tay. Đã thế, thằng này đi làm hai bên nữa. Cảm ơn hay là ta, hay là ta cùng ta tới bến. Lành. 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 Lành ơi. Lành. Lành. Để cho anh nói. Lành. Anh về đi, không còn gì để nói cả. Thì em, cho anh một cơ hội cuối cùng thôi em. Thì em, ta hết rồi. Anh về với cô mẫu của anh đi. Thế là hết thật rồi đúng không em? Cho anh tình yêu thuở ban đầu, ngày mình mới quen nhau. Anh trả lại cho em nụ hôn thuở dại khờ, tình yêu mãi tôn thờ, nhưng bây giờ như giấc mơ thôi. Trả lại cho anh bài ca của riêng mình mà anh viết cho em. Anh trả lại cho em đường xưa dưới mưa chiều, dù cho vẫn yêu nhiều nhưng thôi giờ trả lại người yêu. Trả hết ân tình một thời thương thời nhớ, trả hết cho nhau bao kỷ niệm in sâu. Trả hết rồi thôi, coi như mình lỡ duyên rồi. Mai nếu ta có gặp, xin cúi mặt như mình chẳng quên. Cho anh tình yêu thuở ban đầu, ngày mình mới quen nhau. Anh trả lại cho em nụ hôn thuở dại khờ, tình yêu mãi tôn thờ, nhưng bây giờ như giấc mơ thôi. Trả lại cho anh bài ca của riêng mình
mà anh viết cho em. Anh trả lại cho em đường xưa dưới mưa chiều. Dù cho vẫn yêu nhiều, nhưng thôi giờ trả lại người yêu. Trả hết ân tình một thời thương thời nhớ, trả hết cho nhau bao kỷ niệm in sâu. Trả hết rồi thôi, coi như mình lỡ duyên rồi. Mai nếu ta có gặp, xin cúi mặt như mình chẳng quên. Trả hết rồi thôi, coi như mình lỡ duyên rồi. Mai nếu ta có gặp, xin cúi mặt như mình chẳng quên. Ăn đi. Ừ. Hôm nay anh mời. Sao phải xoắn? Làm thế. Mời này. Hôm trước thấy thằng thần sắc quyết tâm lắm. Khi bác Khôi có sao thần sắc kém thế? Hóa ra là có những thứ không mua được bằng tiền. Mỡ cứ yên tâm. Ngày nào mỡ đến đây làm một nồi đỏ ấm. Còn mọi việc anh lo. Anh nhớ cái mồm anh nhá. Nếu mà anh lo cho tôi đăng quang được cái giải Hoa Khôi của Lạc Kim Ý này, tôi hứa với anh luôn, một ngày tôi ra đây ăn 3 bữa liền, chứ không phải một bữa đâu. Mà tại sao lại cứ phải là Hoa Khôi mà không phải là Á Khôi? Tôi đã nói rồi, tôi nhất định phải đăng quang cái giải Hoa Khôi này, để mấy cái con mắt xanh màu đỏ nó biết được cái trọng lượng của con mỡ này nó như thế nào. Trời ơi, chết. Cái lão nhọn không nhìn thấy cái tiềm năng của mỡ. Thôi được rồi. Đây, cái gì không mua được bằng tiền nhá thì mua được bằng rất nhiều tiền, hiểu chưa? Tôi có cái này. Mỡ chuẩn bị cho tôi những món đồ này nhá, rồi mang ra phát cho bà con để bà con bầu cử cho, hiểu chưa? Được. Một, hai, ba, go! Đẹp không? Đẹp. Mà này, sao có ảnh của tôi đấy? Bí mật chỉ có anh mới biết tiềm ẩn trong con người của mỡ. Anh tặng mỡ nhá. Ngày mai mỡ lên đường đăng quang hoa hậu, nhưng mà thôi bỏ qua cho anh, mà anh không đi được. Chúc em mã đạo thành công. Còn hôm nay anh em mình đánh ghen một bữa lo say, không say không về. Chiều mở ghi
Xin cảm ơn bà con rất nhiều. Hay quá, hay quá. Cảm ơn cựu Hoa Khôi Hương Tuyết. Xin chị nán lại ít phút để cho tôi hỏi là sau thành công của mùa 1, khi được làm Hoa Khôi rồi, thì chị cho em biết là cái cảm nhận của chị về cái mùa này như thế nào? Cảm ơn em. Lời đầu tiên cho phép Minh Tuyết được trân trọng cảm ơn tới ban tổ chức, cảm ơn bà con, cảm ơn các mạnh thường quân đã tổ chức cho đêm chung kết hôm nay. Xin chúc cho đêm chung kết thành công rực rỡ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và sau đây chúng tôi xin thông báo danh sách 10 thí sinh đã lọt vào vòng thi bán kết ạ. Đầu tiên xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 95, Phạm Thị Hương. Vỗ tay. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 16, Nguyễn Phương Anh. Và thí sinh tiếp theo mang số báo danh 18, Trần Ngọc Linh. Số báo danh tiếp theo 51, Nguyễn Nhật Linh. Xin mời thí sinh mang số báo danh 72, Đàn Linh Chi. Tay chúng tôi đây rồi. Và dựa vào phiếu bầu chọn của các bà con cũng như là từ ban tổ chức thì người đầu tiên lọt được vào chung kết đó là thí sinh mang số báo danh 09, Phạm Thị Hương Lai. Xin mời chị. Thí sinh Hương Lai năm nay 22 tuổi, là một người tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đam mê thời trang và muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ trong thời đại công nghệ số. Và thí sinh tiếp theo là vào chung kết, đó chính là cô Bùi Thị Mỡ mang số báo danh 07. Xin mời cô. Cô tham dự cuộc thi này vì muốn thử thách bản thân. Và cô chính là một ẩn số trong cuộc thi Miss Kim Mỹ. Xin một tràng pháo tay. Bà con lại phản đối rồi tôi cái. Hoa khôi cái gì? Mà này nhá. Hoa hậu đấy, cứ có màu hoa chậu ấy. Bà con lại phản đối rồi tôi cái. Tôi đã bảo là đừng có đi thi, thế là vẫn cứ đi thi. Là thế nào? Nó phản đối, nó phản đối, bà con phản đối đấy. Phản đối, phản đối, phản đối, phản đối, phản đối, phản đối, phản đối. Ở nhà đấy cơm nước thì còn nấu đâu, lười thể chơi thể thác đấy, cứ đòi thi sao đâu. Chuồn đấy.
Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Dạ thưa quý vị, mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên đều gắn liền với đồng lúa nương dâu, với làng quê. Việc nhà nông vô cùng khó khăn, phải đòi hỏi sức vóc. Vậy nên thay vì phần thi trang phục áo tắm, năm nay ban tổ chức quyết định sẽ chọn phần thi dọn lúa về kho. Dạ vâng, nội dung phần thi như sau: ai mang được nhiều tải thóc về phía mình nhất trong vòng 1 phút sẽ là người chiến thắng. Mời thí sinh vào chỗ. Nào, 3, 2, 1. Bắt đầu. Bọn gì kìa? Con chào từ đây cho Bùi Thị Mỡ ạ. Theo thăm dò của chúng tôi thì sau phần thi đầu tiên kết thúc, tỷ lệ phiếu bầu của hai thí sinh mang số báo danh 09 và 07 là 50-50. Và đây sẽ là phần thi quan trọng nhất, sẽ quyết định ai là người giành chiếc vương miện ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời trưởng ban tổ chức, ông Hảo đặt phần câu hỏi cho thí sinh ạ. Kính thưa ban tổ chức cuộc thi, thưa toàn thể bà con nhân dân, sau đây tôi sẽ có câu hỏi phụ dành cho hai thí sinh. Trong dân gian chúng ta vẫn có câu nước mắt chảy xuôi. Hai thí sinh cho chúng tôi biết thế nào là nước mắt chảy ngược. Vâng, vừa rồi là câu hỏi của ông Hảo. Sau đây thí sinh đầu tiên trả lời chính là số báo danh 09, Nguyễn Thị Hương Lai. Trời ơi, câu này dễ ơi. Em xin phép được trả lời luôn. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể bà con, nước mắt lúc nào chả chảy xuôi, không lẽ chảy ngược à? Em xin hát, có đúng không ạ? Xin một tràng vỗ tay ạ. Vâng, phần trả lời rất ấn tượng của thí sinh Hương Lai. Sau đây là thí sinh mang số báo danh 07, Bùi Thị Mỡ. Tôi là người nông thôn, tôi chẳng biết trả lời thế nào cả. Tôi cũng chả có học hành gì cả. Theo tôi nghĩ là nước mắt chảy xuôi là tình cảm của bố mẹ dành cho người con, cũng như là một mẹ có thể nuôi 10 con, nhưng mà 10 con không thể nuôi được một mẹ. Thế nên là đấy là thể hiện tình cảm của bố mẹ dành cho con. Và qua thông điệp này, tôi cũng cảm ơn mẹ đỡ. Mẹ luôn chăm sóc tôi, cho tôi ăn từng quả trứng một, từ quả trứng này đến quả trứng khác, từ đàn gà này đến đàn gà khác. Mặc dù tôi không phải là con gái ruột của mẹ, nhưng mà mẹ luôn chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy là rất là yêu mẹ đỡ. Con yêu mẹ rất nhiều. Tôi xin hết ạ. Tôi nói cho các ông nhé, phải liên lạc ngay với ban tổ chức để can thiệp vào kết quả. Tôi thấy có vẻ là cái dân làng này là đang dồn phiếu bầu cho cái con Thị Mỡ này đấy nhé. Này, tất cả mọi người làm sao giúp được tôi, đừng cho nó đoạt vương miện. Nó mà đoạt vương miện là coi như tôi sống như chết. Đấy. Còn tôi thì mất cái Tết ấy. Đấy, phải xuống tay ngay. Đấy, phải làm luôn. Cứ tưởng là thắng lớn cuối cùng rồi. Mất trắng chứ còn gì nữa. Đấy, Tết tới là Tết. Vâng, phần thi ứng xử đến đây là kết thúc rồi. Mời quý vị khán giả cũng như là ban tổ chức chờ trong ít phút để đi đến kết luận cuối cùng, xem ai là người sẽ được vương miện của Miss Kim Ý năm nay. Dạ
Dạ vâng thưa quý vị, ai cũng khát khao được chiến thắng nhưng vương miệng thì chỉ có một. Và trên tay tôi đây là kết quả của đêm chung kết ngày hôm nay. Sau đây tôi xin được công bố hoa khôi của đêm chung kết ngày hôm nay ạ. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 0. Em giành chiến thắng rồi mọi người ơi. Em cảm ơn tất cả mọi người đã bình chọn cho em. Em là hoa hậu rồi, em là người đẹp rồi. Em cảm ơn anh chị ạ. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 07 Bùi Thị Mơ. Vâng, xin kính mời trưởng ban tổ chức ông Hảo lên trao thưởng cho hai thí sinh ạ. Xin một tràng pháo tay. Xin mời ông lên sân khấu ạ. Xin chúc mừng các cô. Chúc mừng cô. Xin một tràng pháo tay cho Á Khôi 1 ạ. Vâng, một tràng pháo tay cho hoa khôi của Miss Kiwi năm nay, cô Bùi Thị Mơ. Vậy là đêm chung kết của thi hoa khôi Miss Kiwi đã diễn ra thành công tốt đẹp ạ. Chúc một năm này của bạn cổ tích, công việc lại quay tiếp như quạt lắc Suri. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào, chinh phục khát vọng, chinh phục đỉnh cao. Chúc chị em cô bác gần xa, không ai ép a mà hạnh phúc đến già. Chúc miền Trung cuộc sống bình yên, an lành vui sống chẳng gặp phong ba. Chúc phồn vinh đến từng mái nhà, kiếm được nhiều tiền và sống văn minh. Ai cũng làm được thiện, gần gũi với thiên nhiên, suy nghĩ thật hồn nhiên. Happy New Year! Đừng bỏ phí trong nhà của bạn.